Đấy các bạn nhá, thì đây nồi khao nhục vừa mới hấp, bây giờ đã được rồi các bạn này. Chuẩn bị ra lò nhá. Đấy, đây các bạn nhá, đây. Đấy. Món ăn làm khổ nhất những ngày có công có việc đám cưới đám xin của người vùng cao đây nhờ. Đấy thì món này hấp. Ăn nhức hẳn ra luôn nhờ, hẳn ra ngoài kia. Để đây được. Ờ, hậu nhiều nhờ. Ăn này sao cơ? Đây là hấp cách thủy nhờ. Đấy, hấp cách thủy thôi. Nhắc thì nó mới phân được tận đấy. Điều đấy. Điều. 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 Ăn cơm với tôi không? Đây là không lấy gì hết đi. Món này ăn cơm thì ngon. Lúc nào đi làm về đói ăn cơm không được, bắt khao nhục này sướng. Đi làm về đúng, làm về đói ăn cơm cũng ngon thật. Đúng rồi. Làm khao mới thì làm được 3 miếng. Đấy, 3 miếng lúc đói ăn 3 miếng. À, can cho ngon. Ô có thằng khỏe nó bảo ăn được một bát đấy. Ừ, khỏe lúc đói ăn được một bát đấy. Bát này phải được khoảng 7 lạng rồi nhỉ? 7 lạng, 8 lạng. 7, 8 lạng. Mà ăn được hết bát này nhiều người, nhiều người ăn được. Thịt dày thì 8 lạng, thịt vừa vừa đúng 7 lạng. À. Nhưng mà nhà hàng nó chỉ làm 6 lạng thôi. Nhà hàng không được không? 3, 4 lạng thôi. Cái tí thôi. Mình khác làm mình mới làm đầy đặn này chứ. Người khỏe ăn còn thêm. Đúng rồi. Tấm lên lân vị nặng. Lân vị nặng rồi, Phật đấy. Ngon, ngon, ngon. Tấm lên... 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 Cái nồi bên này là nồi không, không phải không? Canh, canh. Canh, canh. Canh nấu. Mỗi nồi khoan nhục bên này thôi. Cái này mình lấy, anh em báo với áo bây cho cái này lâm lao. À đây, cái này cái hấp. Ăn thì khổ, làm thì nhục ấy. Khổ nhục. Ăn phải được bao nhiêu. Làm thì nhiều công. Em đứng đây hơi vướng nhỉ. Bon chen một tí. Đây là cái lớp túi bóng các bạn, túi bóng này bọc qua để đặt lên thôi. Lật mười mấy bát đấy nhỉ, mười mấy bát đấy, mấy bát từ bát à, từ bát. Hai tứ bát. Em cầm ăn sò hẳn có ăn hết ăn. Mày toàn, toàn béo có lấy như chở cơ. Mày ăn hết thủy lấy hết chất tầng. Cắm. Mày ăn hết thủy lấy hết chất tầng. Mày ăn hết thủy lấy hết chất tầng.
Nhà kiểm hay phải làm về 20 mâm à? Bao nhiêu mâm anh? 20 mâm. Con trai đậu lòng. To.